Em tên là Trần Phan Ngọc Hân, em sinh năm 2006. Em sinh ra ở Tiền Giang, năm nay em 17 tuổi. Hồi nhỏ em có đam mê ước mơ học ngành công an. Bạn em học rồi em thấy bạn học nên em cũng nên em đi học theo. Em năn nỉ mẹ từ hồi lúc em học lớp 2 cho tới lớp 7 mẹ em mới cho em đi học võ lận. Dạ, em biết đến bộ môn Mai Thái là em được tuyển xuống trung tâm thể dục thể thao Tiền Giang. Rồi em được thầy huấn luyện viên của em giới thiệu cho bộ môn này em mới biết. Em muốn đi theo bộ môn Mai Thái vì em thấy môn này khá lạ lẫm. Em muốn tập về chinh phục nó. Và nếu sau này em có bạn trai em không cho em theo ngành học võ nữa thì em mặc kệ bạn luôn. Sự kiện Liên minh Võ thuật MFC diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2023 trên toàn hệ thống MCV Network.